Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu lại cho anh em những anh em nào đang cần tìm mua một cái mẫu bồi úp, gọi là hàng cao cấp, hàng đắt tiền, hàng làm đẹp, thì có thể liên hệ đến cho shop với cái mẫu bồi úp số 04 này, làm bằng lưỡng kim. Bây giờ sẽ test cho anh em xem. Đó, anh em thấy nha, rất là cứng mà cũng rất là đẹp. Bốn cục gạch thoải mái chưa anh em, thấy như thế này thoải mái chưa, chống mèo chống bụt cắt thoải mái ha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua cái bộ bồi úp này thì có thể liên hệ đến cho shop với cái mẫu mã số là mẫu bồi úp số 04 ha. Chúng tôi sẽ giới thiệu sơ cho anh em cái mẫu này. Chất liệu làm nên cái mẫu bồi úp số 04 này là chất liệu bằng lưỡng kim nha anh em. Đó, cái vành dưới đây thì bằng nhiều cọng thép đan lại với nhau để nó có độ đàn hồi tốt hơn như thế này. Đó. Đó, thì sản phẩm này là sản phẩm đắt tiền, làm tỉ mỉ bằng chất liệu cũng là cao cấp bằng lưỡng kim ha anh em ha. Đó, thì nhiều anh em là bảo sao lưỡng kim nó lại đắt tiền hơn, bởi vì là lưỡng kim là thí dụ như anh em mua một cái bồi úp thép thì anh em có thể xài được 5-10 năm rồi nó cũng sẽ xét và hư. Còn đối với lưỡng kim thì chúng ta có thể xài 10 năm, 20 năm, thậm chí là rất lâu chả biết bao giờ nó hư. Bởi vì chất liệu này là chất liệu lưỡng kim. Lưỡng kim là gì? Lưỡng kim nghĩa là cái cọng này là cơ bản nó là cọng thép, nhưng nhà sản xuất họ đã xi lên đây đến 8 lớp đồng để cho nó chống xét. Như thế thì chúng ta không cần phải sơn phết gì đối với cái mẫu bồi úp này, mà nó vẫn có thể chống xét rất là tốt và không bị xét. Đó, đó là tính chất của lưỡng kim. Lưỡng kim thì giá trị nó phải đắt tiền, nếu mà mình mua tính ký thì giá trị lưỡng kim nó đắt hơn thép khoảng 3 lần. Đó, như thế. Phải nói sơ về mẫu bồi úp này thì hắc lục giác, cạnh 6 cạnh như thế này. Anh em có thể là dùng thước để đo để xác định được là nó có đều hay không. Đó, nó có đều hay không. Đó, tôi thí dụ cho anh em xem cái lỗ này, nó là 4 đúng không? Anh em cứ kéo qua đây nó vẫn là 4. Và anh em kéo nửa vòng qua đây đo ngẫu nhiên, nếu mà đo cùng hàng nha anh em thì nó vẫn là 4. Đó, như thế nó mới gọi là ăn tiền. Ăn tiền ở cái đẹp, ở cái tỉ mỉ ha anh em ha. Tỉ mỉ anh em thấy nó dắt cái mối rất là liền lạc. Đó. Anh em thấy chưa? Dắt mối liền lạc, anh em có thể chà tay như thế này thoải mái. Đó, mà không sợ nó bị sốc. Đó, anh em thấy chưa? Đây nó có cái mối nhưng mà chúng ta có thể chà thoải mái như thế này không sốc. Đó. Thế nó mới gọi là đắt tiền ha. Đó, anh em thấy những vị trí như thế này. Đây là lưỡi kim mới nha anh em. Khi mà anh em sử dụng cũ, có nghĩa là qua thời gian sử dụng thì nó sẽ xuống màu đồng. Nó xuống màu đồng đen rất là tẹp dưới đất, cho nên là chúng ta không cần phải ngụy trang gì nữa, rất là cứng chắc. Với một cái khả năng chịu lực như thế này thì tôi anh em có thể đánh thoải mái bù cắt, mèo thậm chí chồn cũng không làm gì được chim mồi. Chỉ có quan mang nhất là khả năng là chó ha anh em ha, bởi vì chó cái cân nặng của nó khá là nặng, chó có con nó đến nặng đến 10 mấy ký, cho nên cái úp chúng ta có khả năng là không chịu nổi chó, nhưng mà cũng có thể giảm được cái khả năng là thiệt hại cao nhất nếu anh em sử dụng cái mẫu bồi úp này. Đó, đó thì hàng làm 10 lỗ đều như một nha anh em. Đó, anh em có thể xem thoải mái, hàng giao đến anh em được xem hàng kiểm tra thoải mái. Đó, trước khi trả tiền chúng tôi nhận giao hàng toàn quốc ha. Đó, mỗi cái úp như thế thì nó sẽ đi theo là ba cái cây cắm như thế này. Cây cắm này để thuận tiện cho tất cả các anh em ở vùng miền, từ đất cát cho tới đất đá đều có thể dùng được. Ở ngoài ra thì chúng tôi có bán theo cái úp rồi. Úp thì chỉ có úp bằng thép, đáy bằng thép thôi nha anh em, không có đáy bằng lưỡng kim. Cho nên là anh em nào có nhu cầu mua đáy thì chúng tôi chỉ có đáy thép để bán cho anh em, không có đáy bằng lưỡng kim ha. Đáy rời như thế này, anh em mua thì chỉ có trồng vô, không sử dụng anh em tháo ra, rất chi là tiện dụng ha. Tùy theo địa hình mà anh em có thể sử dụng. Đó, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến shop qua số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Nếu anh em xem Zalo, Facebook hay là YouTube thì anh em có thể điện trực tiếp số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Còn anh em nào muốn nhắn tin trao đổi hình ảnh thì tôi khuyên anh em nên sử dụng Facebook. Anh em nhắn tin qua Facebook với số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình thì anh em chỉ cần nhấn nút Enter tìm kiếm bằng số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình thì Facebook nó sẽ xuất hiện luôn cho anh em. Anh em hạn chế nhắn tin qua Zalo dùm shop ha. Bởi vì từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 trở đi thì Zalo bắt đầu hạn chế rất nhiều tính năng của người mua bán như chúng tôi. Những người mua bán như chúng tôi Facebook, Zalo họ chỉ cho nhắn tin với người lạ mỗi ngày 4 người. Thì như thế rất là khó, chúng tôi không bán được cho ai như thế. Nếu mà anh em là người thứ năm nhắn tin đến trong ngày hôm đó thì anh em sẽ không nhắn tin được đến cho shop.
ở tin nhắn anh em gửi đi nó sẽ không đến đây, và chúng tôi cũng chả thấy tin nhắn để mà trả lời cho anh em. Cho nên là anh em vui lòng là nhắn tin qua Facebook phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn, số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình này, chúng tôi sẽ trả lời cho anh em. 1.000 tin nhắn cũng có trả lời bình thường. Còn Zalo bây giờ hạn chế tính năng nhiều quá. Người Việt đang bắt đầu, những người bán hàng đang bắt đầu gỡ bỏ app của Zalo ha anh em ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Rất nhiều phụ kiện như là lo điều khiển từ xa, dò bẫy chim, xào rút, quần áo ngụy trang, liều ngụy trang, cỏ thái, ngũ cốc, tất cả những phụ kiện chơi cô gái đều đang xuất hiện ở trang phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn để chờ anh em khám phá và mua hàng. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ.